Ngày 18 tháng 8, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cô bé dáng người gầy gò, ngày ngày ngồi ven đường xin từng đồng bố thí của người qua lại. Giữa đường phố tấp nập, hình ảnh cô bé đen nhẽm, yếu ớt cầm chiếc nón ăn xin khiến nhiều người không khỏi xót xa. Thế nhưng đằng sau sự thật này lại khiến dân mạng bức xúc. Ngay sau đó, một đoạn clip mới đây đăng tải trên mạng xã hội đã vạch trần được sự thật của cậu bé ăn xin đáng thương ấy. Trái với dáng vẻ yếu ớt, gầy gò như liệt cả đôi chân ấy, cũng cậu bé này nhưng ở một hình ảnh khác khi ngồi chỉm chề chơi điện tử ngay tại quán game. Bé tí mà đã quen thói lọc lừa, chỉ muốn nhàn hạ không lo làm, học hành, chán thật sự. Cứ thế bảo sao người ta sống vô cảm, xin lỗi nhưng làm việc thiện phải đúng người, đúng chỗ. Chứ thế này khác nào tiếp tay cho kẻ quen ăn, lười lao động. Bất ngờ quá, cứ nghĩ làm được việc tốt, nhưng xem ra không ít lần mình tiếp tay cho một đứa trẻ ăn chơi sa đọa hơn. Dù biết mình làm việc tốt, còn việc người ta sống sao với lòng tốt đó là ở người ta. Nhưng sao xem clip này, mình thấy mất lòng tin đến vậy. Đoạn clip ngay khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ và phẫn nộ. Nhiều người không thể ngờ lòng tốt của mình đã đặt nhầm chỗ. Càng không thể ngờ một đứa bé còn ít tuổi như vậy đã sớm toan tính lọc lừa, ăn chơi trên sự bố thí của người khác mà không mảy may xấu hổ.